tôi lên nhà chú Chính ở thôn thôn gì nhỉ? Hải Yên, Hải Yên ấy. thôn Hải Yên, Xã Chùa Hiệu. Chùa Hiệu, Lục Ngạn. Nên chú Chính chuyên gia buôn bán hoa quả của xã Chùa Hiệu. Chú Chính giới thiệu có phải không? Đấy. Ừ, giới thiệu xem nào. Chú làm cái nghề kinh doanh buôn hoa quả hay lâu? Tôi buôn bán hoa quả thì 20 năm đây rồi. 20 năm rồi. Đó. Chuyên hoa quả. Chuyên hoa quả. Nhãn, vải, bưởi, cam, bưởi Trong huyện Đông Ngạn. trong huyện Đông Ngạn, Ừ. xuất đi Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng. Rồi. Thì ông rong này lên xem thăm vải, nhưng mà vải năm nay là mất mùa hết nhỉ. Năm nay không có. Năm Đây nay chỉ có có tí vải sớm mà. bác nhìn gần nhà chú Chính, thôn thôn gì? Thôn Hải Yên. Hải Yên. Mất mùa hết. Nhưng mà theo chú Chính là lý do gì mới nhỉ? Năm nay nó thời tiết. Thời tiết á? Vâng, thời tiết nó khắc nghiệt. Tự nhiên nó mất nhỉ? Mấy Bao năm nay giờ mới mất? chục năm rồi đấy. Đến mấy chục năm? Phải tầm được khoảng 20 năm nay mới có 20 năm năm nay mới nó có một năm này. Tức là toàn mất. bộ vải về sớm là mất hết. Không phải sớm thì được, Về sớm thì về sớm được được về bao chậm phần được, trăm? về sớm chẳng được đâu, khoảng vào 50. 50%. Tức là so với năm ngoái cũng mất một nửa. Và Nhưng về muộn thì là em muộn nó mất hết, có vẻ đúng cái đợt rét không? phải cái đợt rét sâu quá nó không ngậm, nó ngậm nó không ra được hoa nữa. Là mất hết. Vâng. Rét dài quá. Giờ thời tiết các bạn. Ừ, năm nay thì các bác là ở trên Lục Ngạn là mất mùa rồi. Năm nay là chết đói. Ừ. Thế là thất thu. Nhưng mà theo chú là vải là mất thì dạ thị trường nó có lên hoa quả. Chưa nói trước điều gì được quá. Tưởng nó đắt chứ. Không, cũng chưa nói trước điều gì được. Nó ít quá thì cái thị trường nó không rộng. Tức là ít người mua. Ít người mua. Còn mình đây chiếm 70%, 8% là Trung Quốc. Đúng rồi. Đến không? Đa phần là sang Trung Quốc nhiều. Nhưng mình ước tính khoảng độ 80% là xuất sang Trung Quốc. 80-90%. Là xuất Trung Quốc. Vâng, nghĩa Còn là nội địa là ít. nội địa không được bao Nội nhiêu. địa mới sang Mỹ, mới sang Nhật thì không được, Không 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 thua. không còn thua nhỉ. Như năm ngoái khoảng độ mấy tấn sang Nhật đi. Cái để mà xuất sang nước ngoài được bao nhiêu đâu, mà chủ yếu là cái thị trường Trung Quốc đó là chính. Thế nhưng mà ở đây theo theo chú là ở Lục Ngạn mình thu nhập chính có phải là vì vải mới bưởi mới cam? Vâng, chú thu nhập chính là vải. Vải chiếm bao phần trăm nước thu nhập? Vải chiếm vào 80% Thu nhập thu nhập. của người dân Lục Ngạn. Vâng. Đấy là mình phải nhận định đúng Nó đúng. Dân Đông An chủ yếu là vải. không? Mất mùa này, mất mùa. Nhưng còn mấy năm gần đây thì cái thị trường như là cái cam với cái bưởi thì nó được bao nhiêu? Như năm nay thì bưởi lại phá vãn rồi. Bưởi Lại phá vãn để ghép keo. cam cũng Năm nay là ghép cam nhiều hơn. anh tưởng cam là nó mất nhiều chứ. Không, cam năm nay nó ghép cam nhiều, là khả năng là vài năm tới thì mới nhiều cam. Vài năm tới. Vài năm tới thì cam lại nhiều. Ừ. Bà ở bưởi nào, Bưởi thì ít, bưởi là mất nhiều. bưởi lại phá đi rồi. Nhưng mà cái giống cây bưởi anh em mình nói chuyện là cái giống cây bưởi nó chỉ được vài năm xong nó bắt đầu hỏng dần. Đúng rồi đấy, cái bưởi như em đấy, Ừ, mình đây có quay bưởi nhìn như em được mấy năm đấy. đây, cái này được bao năm rồi? Cái này được vào 13, 14 năm rồi. Bắt đầu là nó thưa dần Nó quả dần. cỗi, không chăm được nó cỗi. Chú còn để nhiều bưởi Em để có 50 cây thôi, không? À. phá vãn rồi. Ừ. Đến năm nay còn một số rồi. Ở đây thì báo cáo các bác là chú Chính, hai vợ Chính Bình chuyên môn hoa quả cam bưởi. Huyện Lục Ngạn hơn những vườn nào đẹp là mình biết hết. Em đi cả thị trường này thì đâu giờ có, Đâu gọi nhỉ? đâu giờ có. Bác nào mà liên hệ bưởi cam liên hệ với chuẩn bị, nếu mà trên này mà không có vải thì là
tháng mấy thì mình hoạt động hoa quả? Nếu mà không có vải thì là phải tháng năm nay vải mất, nhãn mất. Nhãn mất đấy. Nhãn mất. Nhưng vẫn được chứ? Được, ít là nhãn miền thôi. Ừ. Vâng. Mọi năm là nhãn vải sai, nhãn sai. Năm nay là mất vãn. Thì phải tháng 8 là ra thì mới đi bưởi. Còn mỗi vụ bưởi, bưởi thì nó chiếm tỷ lệ còn 2% rồi. Vâng, bưởi thì không còn thua. Không thua. Bưởi đây nó có nhiều loại bưởi. Nó ghép bưởi da xanh thì cũng phá vãn, bây giờ nó chủ yếu là đào đường. Đường cam. Đào đường, bưởi đào đường. À. Đấy, bưởi diễn cũng ít rồi. Ừ. Đào đường nhà mình có dòng? Đào đường em không. Đào đường là huyện Lục Nam, ở Lục Ngạn mới dòng. Vâng. Đào đường có nó cũng mới phát triển. Giữa cây nhãn hay vậy, cây nhãn trước. Được, có mấy cây đấy đấy. Được, mấy cây là sai. Cây nhãn này. Cái này là sai đấy phải. Cây này là sai đấy. Đấy chú đứng lên đi. Tỷ lệ này nó còn dùng không? Ừ, còn dùng nhiều. Còn dùng gì? Cái nước này nó còn dùng đồ lửa hay nào? Nó phải dùng hai phần. Nhưng mình giờ chú phun cái gì chứ? Em phun thuốc rồi. Phun thuốc gì cho bà con đấy? Thuốc bệnh rồi, thuốc bệnh thuốc sâu phun hết rồi. Thuốc sâu thuốc bệnh gì? Vâng. Đây là nhãn gì đấy? Đi chậm với chú. Nhãn miền. Nhãn gì? Nhãn miền. Nhãn miền đấy. Có châu đấy. Bưởi này, bưởi Đài Loan. Đây bưởi Đài Loan đi. Đây là bưởi Đài Loan, sành lắm. Năm nay có tưới dùng gì không? Có, em về tưới bón phân rồi. Bón phân rồi. Nhưng mà cũng dụng nhỉ? Đây là đang ghép cái nhãn Đông Kháy. Nhãn gì? Nhãn Đông Kháy. Đây á? Nhãn Đông Kháy và đang ghép đây. Nhãn Đông Kháy á? Vâng. Cái này của miền Nam à? Cái này là của Lục Ngạn mình đấy. Thế sao gọi nhãn? Nhãn riêng cái đặc sản này của ông ngày xưa nó mới có, mới phát triển ra. À đây cái cành của nó đây gì? Vâng, đây em ghép đấy. Thế là mua bao tiền một cành? Không, em lấy ra em ghép này mà. Tự em ghép đấy. À, mình lấy cái mầm của... Cái nhãn này trước của nó gốc là cái nhãn Hà Tây Méo. Ừ. Sau em mới cắt đi để em ghép cái nhãn Đông Kháy cho nó đồng loạt luôn. À. Thế sao nhấp thưa? Ghép thế thôi. Đây nhãn đây. Đấy nhãn miền đây. Nhãn miền đây. Mới thế còn được có mấy cây. Tổng được vài cây thế thôi. Ừ. Bao nhiêu đây các bạn nhìn cá những khu vườn bên kia là của nhà khác, bên kia nhà khác các bạn nhìn không cần đấy nữa. Không cần vải. Chế đây chỉ vải thôi mà. Đây vải đây các bạn nhìn. Cây này là bao năm rồi? Cây này nó phải rơi vào tầm 35 rồi. 35 rồi. 35 đấy. Nhưng cái này là có thay không nhỉ? Không thay được. Bây giờ không, có từng thay cái khác hay là cứ để? Không, không, cứ để đây thôi. Nè, chú ra đây. Nó già cây này thì nó bây giờ thì cứ kiểu chặt như ngày xưa không chặt thì nó cây nó to lắm. Ừ. Đó. Để cho nó thấp mình hái dễ. Như cành ở gốc này mình có ấy đi. Có sau này phải dọn hết đi. Cành ở gốc gì? Cành thấp. Ừ. Năm nay là mấy chục năm mà nó cũng bị cỗi không nhỉ? Những cây này thường là bao nhiêu quả mà? Cây này nếu mà được của nó phải tầm tạ. Cây này? Vâng, tạ. Một tạ một cây. Tạ một cây. Đó, nhìn này mất hết, đây có chu đi. Mất đi. Đây. Mất. Có phải không? Lại sâu cắn hết đi. Đọc nó ra sâu cắn trụ hết. À. Cắn trụ hết. Nhưng bây giờ mình có phun đi không? Bây giờ phun thì anh, giờ phun thì không có phun. À, kệ nó đi. Đây em đang ghép cam để em làm thí điểm. Đang lên hết đây. Cam đây. Đang ghép cái cam chanh đấy. À. Nó đang lên mầm hết rồi đây. Lên hết. Cam chanh. Vâng. Loại mới hả? Loại mới đấy. Em đang ghép thí điểm một số. Đây vườn chú chính. Chú thì dòng cũng không lượng vườn không nhiều. Không, vườn chú chủ yếu là đi chợ rồi. Trung tâm đi chợ. Hoa quả các bạn. Đây cũng số một cái nhãn này. Đấy, mấy cây đấy. Ngoái là xài lắm.
Đây buổi diễn năm nay sao? Đây buổi diễn này. Vâng. Buổi diễn năm ngoái sao có nhà để có nhà ăn tại sao nó lại khô nào? À thì năm ngoái thì nó lớp mà nó ra sau thì ăn thử ngon, cái lớp này chú đi đi chào. Ra trước là gì à? Cái lớp trước ăn không ngon mà cái lớp ra sau sau ăn cũng ngon. Các anh chị chia sẻ thêm về cái vải này, tại sao năm nay thì lý do sâu cái nữa xem là tại sao lại mất mùa hay là do thời tiết mình không lắm được. Năm nay cơ bản nó là thời tiết nó quyết định cái vải này, chứ còn mình là không 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 chủ động mình được gì, không chủ động được, mình không chủ động được cái gì nhỉ, cũng khoanh rồi. Khoanh à, mình chủ động là chủ động cái lọc để xử lý thì là mình xử lý hết rồi, nhưng mà năm nay là nó cái đợt mà nó mưa xong bắt đầu nó rét đậm, thế là nó ẩm, cái độ ẩm nó lớn là cứ thế là nó phụt lọc à, hoa nó không ra được kịp nữa, tức là bị lên lọc, lên lọc hết đây, cái này là bị lên lọc đây phải không? Vâng, đây lên lọc hết đấy, khoanh là khoanh hết rồi, xử lý hết rồi, bị lên lọc rồi. Nó lên lọc là hoa thôi thôi lọc nó đuổi, tức là chủ yếu nó do thời tiết. Thời tiết nó quyết định hết. Phải sớm mới do thời tiết, phải muộn, phải sớm thì được. Phải sớm ngày vẫn được. Trên Lục Ngạn thì nói chung các bác là mình sẽ bị buồn không nhỉ? Vừa rồi từ chú Chính lướt qua vườn là chú Chính đi. Chia sẻ một đôi điều về bưởi cam bóng. Nguyên chính là tìm hiểu cái cây vải của Lục Ngạn. Chắc là trồng vải chú phải mấy chục năm nhỉ? Em trồng 30 năm rồi. 30 năm, nhưng mà chưa làm nào như năm nay. Chưa làm nào. Nó mất chỉ mất một lửa không nhỉ? Nó mất nhưng vẫn còn, vẫn có. Vẫn được một lửa. Vẫn được. Tức là vừa được vừa không, nhưng nay mất trắng toàn bộ. Mất trắng hết cả huyện. Anh chưa tìm hiểu dưới Lục Lam Tân Yên nó cũng tương đương nói nhiều, thế nhưng mà hay là cũng mất hết nhỉ? Không, cái vải sớm thì nó vẫn được. Không, dưới đấy thì nó cũng phải muộn nhiều chứ. Không, Tân Yên là toàn vải sớm nhiều. À, vải sớm nhiều. Tân Yên là chủ yếu cái u hồng. À. Trước nó là u thâm, sau rồi nó cái u thâm là vận chuyển là nó nhanh thâm. Sau nó mới chuyển nó cái u hồng. Còn giá được mà bán bền vững mà nhiều là phải Lục Ngạn. Đúng rồi. Đẹp nhất là Lục Ngạn. Ở đây chia sẻ các bác là Lục Ngạn nói chung là cả nước các bạn, mà cả thế giới nhỉ? Cả thế giới. Mỗi Lục Ngạn được thôi. Cái vải Lục Ngạn nó là đi. Thì ông Long muốn các bác còn bao nhiêu cây vải các bác giữ gì thì còn bưởi với cam cũng chỉ một vài năm là bắt đầu nó thoái hóa. Cam nhất thời thôi. Nhất thời thôi. Còn chính vẫn là cây vải. Đúng. Chia sẻ các bác là vì qua cái video chia sẻ về vải mất thất thu mất mùa của huyện Lục Ngạn, qua chú Chính là chuyên gia buôn bán bòng bưởi cam, chú Chính chú chia sẻ đôi chú tất nhiên cũng chưa hết, thế nhưng mà chắc còn nhiều ông nó phát hiện ra chứ, nhưng mà đa số là lý do chính là do thời tiết cái vải này. Mới qua kênh Bồng Rong chú Chính chào khán giả ông Long đi, nói địa chỉ điện thoại để nay mai các bác buôn bưởi cam vòng vải các bác biết. Xin chào khán giả, tôi là Nguyễn Đức Chính. Tôi ở thôn Hải Yên, xã Chủ Hiệu, Lục Ngạn, Bắc Giang. Tôi chuyên gia là đi thu mua bưởi cam nhãn vải. Ai có liên hệ thì cần liên hệ với tôi, số điện thoại 0984 226 167. Rồi chú sẽ khán giả ra. Rồi. Chào khán giả nhé. Ông Long Vlog cũng ngồi với chú Chính ở thôn gì nhé, chia sẻ các bác về cam vải Lục Ngạn quá, rất mất mùa. Rộng cảm ơn các bác đã ủng hộ kênh của Long Vlog, đặc biệt là các bác ở Việt Kiều xem đây nhà chú Chính, hoàn cảnh gia đình địa chỉ chuyên môn buôn đào cam vải. Bác xem kênh bình luận nhé, có ủng hộ ông Long. Ông Long đã thêm cái kênh vải sớm vào cùng video đào. Cố gắng mỗi ngày ra một video, hai ngày ra một video về nhãn, về vải. Cảm ơn bác nhé.